Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhá. Hôm nay em mang đến cho anh em mình mẫu MT15. Thì hôm qua đã cũng quay được khá khá nhiều xe rồi. Buổi tối về được hai con XR 1000 cây và Ninja 400 4000 cây ở góc đằng kia nhá. Thì trước mắt là cứ quay con này trước. Đó, hai con kia thì để rửa ráy sạch sẽ thì quay chi tiết. Rồi ok, xe thì màu xanh bạc MT15 đời 2021, đăng ký lần đầu 2022. Lên được một số món đồ chơi cơ bản cho anh chị em mình. Đó, trước mắt là có cái tay RCB, tay thắng, ba ga sau và thêm cái chống giữa, kèm luôn cho anh em mình chống đổ. Máy móc là bao zin. Ở phần đằng trước này có cái khóa smart key. Euro là 2.1 vạn. Chợ sáng thì bật đây, có hai chế độ xanh vàng bù hết cho anh chị em mình. Trắng, trắng vàng, trắng vàng. Mọi chức năng của xe thì hoạt động tốt. Con này thì cặp lốp trước sau còn di theo xe này. Máy móc là cam kết bao zin. Ốc tán là rất trắng sáng nhé. Em có xịt qua một cái lớp dưỡng để bảo vệ khi mà xe mà anh chị em mình đi lâu không rửa, thì rửa xong thì em sẽ xịt lên để bảo vệ dưỡng ẩm cho nó ha. Ốc tán này, tất cả những xe mà mua được từ tay anh em về phải rửa qua một nước rồi ngâm để cho nó được đẹp, xe nào cũng vậy, trước khi đến tay là phải keng đẹp. Nước sơn thì nước sơn zin 100%, chưa dặm tút. Lốp sau đây, con này thì em bán 51.800.000, năm sản xuất là 2021 nhá, trên cả vẹt đăng ký lần đầu 2022. Xe là em cam kết là chuẩn không lỗi, biển 62 của Long An. Máy cam kết êm zin. Bên em thì dọn xe, rửa xe rất sạch sẽ chứ. Anh em có thể thấy này, khu vực này đây là cái nước sẽ bắn trực tiếp lên, rất là bẩn. Cổ bô thì bên em cũng đã được sơn lại rất là đẹp rồi. Đó, gầm máy rửa rất sạch sẽ luôn. Ốc tán này, đĩa này. Đó, xe thì cứ cam kết không tai nạn, không thu đồng hồ. Đối với những xe một chủ, còn nó qua tới nhiều đời chủ thì chịu không thể bao nổi anh em ạ. À, ok, giá thì chỉ có 51.500.000. Anh chị em nào mà cần màu đen thì cũng có luôn, 2021 em bán 49.500.000. À, bên trong cửa hàng của em ha, thì hôm nay quay trước con này rồi hẹn anh em clip sau quay hai con kia nhé. Số điện thoại của em là 0974847553. Anh chị em mình cần tư vấn thêm cứ gọi trực tiếp qua cho em nhé, hoặc là nhắn tin thì Zalo hay Facebook thì cũng được. Rồi ok, clip em xin dừng đây thôi. Giá là 51.800.000 nhé.